Kem của cô Tiên miền Tây nè, bà con ơi mua đi, xài là đẹp xuất sắc luôn đó. Tôi nè, thấy không, da mặt tôi nè, 60 mấy tuổi rồi đó mà tôi xài của cô Tiên miền Tây không đó bà, vậy vậy đó. Chị đẹp không? Con tôi con xuất kem của con, kem gì mà trắng là mặt mịn màng trắng sáng dữ vậy Tiên? Chàng ơi, đây nè bà ơi, hồi đó mặt của tôi đang thui à, nó nám dữ lắm luôn đó. Rồi con kem nó nói đó, cô Tư, cô lấy kem này về của con đi, cô xuất đi, bảo đảm là mịn trắng gứt luôn. Mà bây giờ nè bà thấy không, 60 mấy tuổi rồi mà da mặt tôi vậy nè, các bà thấy đẹp không? Quá giờ ai cũng đẹp hết đó. Mấy bà về cứ yêu cầu mấy bà mua cái này xuất đi, nếu mà không trắng ha, bảo đảm với mấy bà không trắng gì tôi cũng chịu. Đó đây mẹ. Bây giờ nám thâm hết trơn luôn. Trời, tôi hồi đó hai cái gò má của nó vậy nè bị nám đen luôn á. Bây giờ lại có mưa cái này cô ba. Mấy cô nào mà đang bị nám tàn nhang rồi ngồi nè, cô tặng cô ba một lọ nè. Với cao bưởi nè. Mấy cô nào mà đang bị nám tàn nhang rồi ngồi có hộp sử dụng combo trắng tím này cho con nè. Sáng trắng chiều tím tối suốt cao bưởi nè nha. Sáng trắng chiều tím. Tối suốt cao bưởi, chất đậm đặc nè. Đó, cô ba xuất lên một cái nha. Đảm bảo qua ngày hôm sau là da mặt cô ba căng bóng luôn. 7 ngày là nó lạng hết những cái đốm nâu trên da mặt hết trơn luôn á. Mua một bộ kem phai mụn hoặc là một bộ kem phai nám nha, tặng cái thẻ cài trúng thưởng nè, trúng 100% luôn nha. Chúng phép bơ hết hot vision iPhone 14 Pro Max TV 43 inch. 10 ngày sản phẩm mới phẩm với lại là vô dành đánh giá. Để con nào cũng chú hết. Nó xài kem da đẹp cũng trúng thưởng nữa đó. Bà vô mấy bà con ơi, bà vô.